Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ Trên toàn thế giới 408-509-4480 714-756-1070 Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Paid for by Didra Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Princess Lifestyle 1 990 8319. Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với cà phê sáng trong ngày thứ ba hôm nay. Người đã trở về Ngọc Lan về từ phương Đông. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Tại sao gọi là phương Đông bởi vì mới về từ New Orleans và đi công việc gì mà kéo dài tới coi như là đi về là mất hết thấy 5 ngày làm việc ở đó 3 ngày còn cái chuyện mất đi về hết là hết đi từ thứ năm mà hôm nay hôm qua mới về. Dạ. Yeah. À, ngày thứ năm có làm việc chứ? Ngày thứ năm mm -hmm. vẫn làm cà phê sáng xong rồi mới đi. Đi xong rồi miss một chuyến bay cho nên uh, nói chuyện mà đi từ đây qua bến uh, uh, new orleans mà mất hai ngày thì cũng hơi mắc cười nhưng mà ha. miss chuyến bay quý vị đi cẩn thận cái chuyện đó đôi khi uh, ngọc lan uh, uh, liên quan đến cái vụ mà trong uh, thời gian qua là leader sài gòn tv đã đưa tin uh, một ngôi chùa ở bên uh, Baton Rouge uh, chùa tam bảo có một xảy ra một cái vụ kiện oh. một cái vụ kiện đó uh, nó gây chấn động uh. không chỉ cho những người À, theo dõi tin tức cho những người Phật tử ở khắp nơi, không chỉ ở Mỹ nha anh thì ở cả Việt Nam cũng quan tâm. Quan tâm. Tất cả ừ. những chùa chiền ở đây đều biết Đúng. đến cái chuyện đó à. bởi vì đó một số những cái bài báo Mỹ đã đưa lên những ừ. cái nhan đề mà mình đọc vô là nghe sẽ giật mình liền. Ví dụ như là uh, trụ trì uh, chùa Tam Bảo không phải nêu tên thẳng nhưng mà trụ trì chùa ở uh, Louisiana ừ. là một uh, nico có bầu. Liệu tòa án có can thiệp hay không? Ví dụ tự bài như vậy. Hay là tự bài ừ, là một trụ trì mà. hay là một lãnh đạo tôn giáo ở Louisiana đã chiêu mộ các nico từ Việt Nam sang để hoạt động tình dục. Ồ, Thì những cái tựa đó nó gây rất là sốc à. cho yeah. mọi người. Uh, mà nó không chỉ là ảnh hưởng đến cái vị trụ uh, trì ừ, chủ đó trì. nó ảnh hưởng luôn cả những vị uh, sư cô từ Việt Nam sang. Tại vì nó nó giống như là tự nhiên cảm thấy ai Làm cũng bị tổn thương. Uh, yeah. thì cái công việc của Ngọc Lan cùng với lại một nhóm phóng viên của Leader Show TV là đi sang đó để đi tìm cái cái sự thật nó là như thế nào, cái câu chuyện nó là gì thì mình đã gặp gỡ được cả phía bên chùa ở phía bên mà đứng ra kiện để nghe lắng nghe những cái cái tâm tình của họ ừ. lý do tại sao họ phải đi kiện uh, rồi lắng nghe cái phía ở bên mà bị kiện ừ. phía bên thầy trụ trì cũng như là những người mà người ta muốn uh, bảo vệ uh, vị thầy đó thì lắng nghe coi tại sao nó là như ừ. vậy thì nghe cả hai bên và cũng nói chung là uh, trong thời gian sớm nhất thì toàn bộ cái câu chuyện đó sẽ được gửi đến uh, quý khán giả uh, nhưng mà trong uh, cứ tưởng tượng anh Thùy tưởng tượng từ thứ sáu cho đến trưa ngày chủ nhật thứ sáu thứ bảy đến trưa chủ nhật số lượng mà người mà mình phỏng vấn chính thức uh, 18 người 18 18 phỏng vấn, người họ có cho xuất cả xuất hiện hai họ phê. đồng ý xuất hiện ở trên uh, video uh, trước, yeah, xuất hiện trên video yeah. uh, rồi xong rồi uh, uh, cả nhất là thấy thương nhất uh, là phía bên những người mà Uh, đứng ra kiện và ủng hộ cái chuyện kiện đó, họ gặp mình ở ngay một cái công viên mà gần khoảng hai mấy ba chục người tới ngồi đó để chờ mình để. tới, thì mới ừ. hiểu được ở đây mình không có nói rằng là uh, ở câu chuyện là chống phá hay gì mình không nói chuyện đó. Chính ai cũng có nhu bên. cầu ừ. và ai cũng có những cái lý lẽ của mình. Tại sao họ thấy là mình đang làm cái chuyện đúng? Ai cũng thấy như được vậy. Đúng Nhưng mà thật sự cái đúng cái sai đó như thế nào thì từ từ trong cái lúc mà đưa ra những cái cái lời hai bên thì quý khán giả cũng như là mọi người ừ. sẽ thấy uh, về phía mình thì mình là không không mình hiểu được cái tâm tình đó, yeah. um, cái nội dung nó như thế nào thì trong thời gian tới quý vị sẽ cùng xem. Nhưng mà uh, riêng với Ngọc Lan và cũng như là nhóm đi thực hiện chương trình đó cảm thấy là rất là quý cái uh, cái tình. À, cái tình cảm những con người mà Ngọc Lan cùng mọi người đã gặp ở uh, Louisiana ở Baton Rouge uh, cả hai khái ở bên mình cảm thấy họ đều rất là Chứ dễ thương cái vai trò rất, của dạ. Louisiana TV trong ừ. cái cuộc điều tra này là đứng ở giữa để nghe hai bên trình bày ừ. phán quyết của tòa án nếu có diễn ra chúng ta sẽ biết được cái kết quả như thế nào và à, qua đó à, nghe các câu chuyện và hy vọng quý khán thính giả hiểu thêm cái vấn đề ở bên trong này không thể nào mình chỉ nghe một phía được để kết luận chẳng hạn như nghe những cái tựa đề đọc cái tựa đề báo chí thì thường thường họ đưa những cái tựa đề ra như thế để mà nghĩa là khơi động lại cái lòng hiếu kỳ tò mò của độc giả à, nhưng vấn đề chính đó là cái chuyện gì thực sự đã xảy ra à, có thể là chúng ta sẽ không bao giờ biết được bởi vì ngay cả tòa nữa nơi diễn ra thì tòa sẽ đưa ra cái phán quyết cuối cùng dựa trên những cái pháp lý và những cái chi tiết hiện có nếu nếu có diễn ra một cái phiên tòa đó sắp tới à, hy vọng à, sẽ tìm hiểu thêm được những cái cái chi tiết bên trong mình sẽ nghe cái vấn đề chính ở đây mình nghe được cả hai phía dạ. kể cả thầy chủ trì ừ. và những người hiện nay đang đệ đơn kiện nhắm vào cái cái chùa này. Dạ. Ngọc Lan nghĩ là khi mà đưa lên thì quý vị cũng sẽ cùng nghe và Ngọc Lan có thể có thể nói rằng là đến giờ phút này đó thì cái nhóm của ngọc lan có thể là người đã nghe nhiều và đủ nhất từ cả hai phía và có những điều đó mà chắc chắn rằng phía bên này cũng chưa từng nghe hay là họ ừ, nghe mà hay là... nghe không có chính cũng... xác hay là phía bên kia cũng vậy có nghĩa là cũng nghe râm rang và nghe không chính xác nhưng mà mình là người được nghe trực tiếp ừ. từ hai phía để mình thấy rằng là ở ờ, vấn đề nó là ở đâu yeah. thì cái mong muốn hết của tất cả mọi người vẫn là làm sao để tại vì ở nguyên cái khu đó chỉ có một ngôi chùa đó thôi yeah. cho nên là nơi đó là yeah. nơi mà họ muốn đến để mà tu tập để mà uh, về với cái vấn đề mà tinh thần yeah. về tôn giáo cho nên ai cũng yêu quý cái ngôi yeah. chùa đó chứ không phải là ai muốn làm cái gì nhưng yeah. mà có những cái mà hiểu không đúng hay là hiểu chưa đúng hay là hiểu nhầm nhau hay hiểu vân vân thì tất cả những cái đó thì trong thời gian tới sẽ được Rồi, trình bày. Mong rằng à, quý vị à, chịu khó chờ đợi bởi vì à, Ngọc Lan sẽ trình bày trên Đội Sài Gòn TV 56.10 và trên YouTube cũng như Facebook. À, trở lại với các à, phần tin tức vào sáng ngày hôm nay à, đầu tiên là chúng ta theo dõi tình trạng bão sau khi đã qua Puerto Rico. Và nhìn trên bản đồ khu vực này thưa quý vị thì ảnh hưởng Puerto Rico nặng nề. À, mặc dù vào đây đó là bão cấp 1 nhưng mà tin tức sáng ngày hôm nay đi tới cái khu vực ở cái quần đảo Turks and Caicos Island. Đây là quần đảo um, nằm ở dọc theo hướng bắc của Puerto Rico. Um, Cơ quan FEMA, đại diện của cơ quan FEMA vào sáng ngày hôm nay đã đến Puerto Rico để lượng định tình hình thiệt hại như thế nào. Sau đó họ sẽ báo cáo và yêu cầu sự trợ giúp và cũng như ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Puerto Rico. À, điện đến giờ phút này và nguồn nước sạch cũng đang thiếu thốn. Cho nên lực lượng vệ binh quốc gia tin tức vào sáng ngày hôm nay họ nói rằng mặc dù vào đây với cấp 1 thôi nhưng mà bởi vì chút nước một cái lượng nước mưa quá lớn luôn, cho nên gây lũ lụt ngập lụt ở các nơi. Cho đến giờ phút này đã Puerto Rico vẫn còn đang hồi phục từ những cái trận bão từ 2015, 5-7 năm, năm trước đây thưa quý vị và hầu như năm nào cũng đón những cái trận bão, có bão, trận bão nhẹ, có um, trận mưa lớn, nhưng mà năm nay thì uh, cơn bão cuồng phong cấp 1 đã vào đây. Giờ đây nó đang tăng lên lên cấp 2 và cấp 3 khi vào ở nơi đây thưa quý vị à, thứ hai nữa có một cái bản tin à, à, vui cho các à, cư dân ở los angeles 4 triệu cư dân sáng nay họ mừng quá họ nói ô oh, lệnh được tưới cây tưới cỏ ở ngoài đã được phép rồi thực sự thì không phải là thiếu nước <laughs> nhưng mà bởi vì cái cơ quan tiện ích ở đây ừ. họ phải sửa cái đường yeah. ống dẫn nước À, từ Colorado nguồn nước đó để vào cung cấp và nếu mà không sửa đó thực sự nó không cũng không, không gây hư hại gì lớn lắm nhưng mà họ nói nếu mà không sửa đó nếu mà lỡ có cái chuyện gì đó thì cái đường ống này nó vỡ ra thì nó say nguy hại vô cùng bây giờ thế đang rò rỉ tí thôi họ chấp vá cả một vài năm nay rồi nhưng mà cuối cùng thì họ phải ngừng lại hết tất cả tháo nước ra để mà tháo cái đường ống ra và lắp lại đường ống mới À, hoàn tất xong rồi và bây giờ thì cư dân đã được tưới cây trở lại vui vẻ cây không sợ chết nữa bên ngoài chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi